Rất hay, rất hấp dẫn. Kihaya. Và người rất hay là Kuresta. Chọc kè, phía cuối. Wow. Rồi, Đinh Thành bị một chấn thương nho nhỏ ngay gót chân. Rồi, đang xa thuốc. Thuốc gì em MC? Giảm đau tức thời. Ồ, chà. Chúng mày hồi nãy ông kêu vào trong kia mấy em kia mày để cái cho em người lên để cái gì đó thì chiều em kêu là đi nắng đi không chịu. Chà, khá căng nha. Hai em không đánh được cho em ra trên này nữa. Ổn chưa? Mà giống tài xài hút dao á. Má mà cá tiện. Rất dễ thương. Bạn nhỏ rất dễ thương. Chào anh em. Tiếp tục trận đấu thứ hai của Lê Minh FC. Và mấy anh em đang khởi động phía kia. Kim Messi thì làm bóng cho mấy anh em. Đây, Hà Thu Môn. Rồi, vẫn là những gương mặt quen thuộc. Thủ môn Bé Chí, Chán Thói. Ồ, đại ca vừa xuất hiện. Và mình vừa nhận ra là wow, rất đông khán giả. Cực kỳ đông khán giả. Rồi, Đinh Thành Xoái Ca là có một tí chấn thương ở phần gót chân. Nhưng chắc không sao đâu, vẫn thi đấu được như thường. Đấy, cú sút rất mạnh của Đinh Thành. Rồi, rất đông khán giả ở đây. Đây, các bạn nhỏ. Rất là đông fan ở dưới Cần Thơ chờ đón xem Lê Bảo Minh FC thi đấu trận ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Quá đông. Đông quá. Wow, vậy đó. Hello em. Đây. Lực lượng live stream hùng hậu quá. Quá hay, quá tuyệt vời. Bên đây còn một máy nữa này. Wow, đông. Ở đây là đội đối thủ Ngọc Thùy FC. Khán giả đông quá thì Messi có nhận xét gì không Messi? Không thì đó giờ về miền Tây nhiều lắm thì lần này là nhiều khán giả nhất luôn. Lần này nhiều nhất. Mình cũng bất ngờ luôn. Quá xa đông. Cực kỳ đông luôn. Chưa giờ thấy đông đến vậy. Quá trời đông. Một, hai, ba, Lê Minh. Đinh Thành, Chán Thói, Tài Ca, Quỳnh My Lai, Khánh Bèo, tổ một của Lê Minh FC. Những gương mặt đội bạn mình cũng có quen vài bạn, như là ba cầu. Đây, số ra vậy mà đỏ kia anh em có thể đã thấy ở trong một video clip trước. Đây, số 5 đã chung với Khánh Bèo đấy, chân trái. Và một số cầu nữa. Ok, bắt đầu rồi. Minh Lai, Đinh Thành, Bạch Ca, Đinh Thành, Minh Lai. Chuyện trả rất dễ. Bên kia có bình luận gì đó. Sân bên cạnh không phải của sân mình nha anh em ơi. Đinh Thành, Khánh Bèo, chuyển hướng rất nhanh. Minh Lai, một cú dứt điểm ngay. Chúng tay thủ môn. Khán giả đông em ơi. Chị B, pha đá ngay. Pha dừng có Khánh Bèo nhưng không thành công. Racing.
Và racing của Liên Minh FC lấy được bánh không? Và dính bóng của đội bạn được hay không lỗi. Racing vẫn là những pha racing, một pha vô lê của King Aja rất tiếc lại. Đinh Tấn Thành, bóng vẫn trong khả năng kiểm soát của Liên Minh FC. Phía cuối chân trái, wow, một pha đá cột hai của phiên cuối và một pha kết thúc cận thành của Lý Trung Hiếu. 1-0 cho Liên Minh FC. Wow, sau những pha dàn xếp đã có bàn thắng mở tỷ số. Các bên Lý Trung Hiếu cắt được bóng rồi, làm gì đây, một pha dứt điểm ngay, bật xa. Một pha racing của Lý Trung Hiếu cướp được bóng và dứt điểm ngay. Và dứt điểm ngay, sự công dọc và cản phá rất tốt của Giang Thối. Và cú sút rất hiểm của đội bạn. Và dứt điểm nữa, và sút rất mạnh của pha dứt điểm ngay. Giang Thối đã chụp rất dễ dàng. Cắt banh không được, pha dứt điểm ngay, vẫn ngay vị trí của Giang Thối. Thanh Bèo 1-1 chuyền ngang. Wow, một pha dứt điểm không thành công, không đi chính xác của Tài Ca. Và một điểm chuyền rất tốt của Thanh Bèo, rất tiếc. Tiếp tục một cú sút nữa, tiếp tục một cú sút nữa, pha giật gót của đội bạn nhưng không đi vào lưới. Lên banh, Thánh Bèo lấy được banh rồi. Mỹ Lai xoay người rất hay, vẫn là Mỹ Lai phạm lỗi. Mỹ Lai thể hiện khả năng rời dắt bóng rất tốt, rất khéo léo, buộc đội bạn phải phạm lỗi. Một cú sút của Đinh Thành, bóng lại không đi vào lưới. Gặp bóng rất tốt của Tài Ca, 3-2. Chuyền ngang không thành công, vẫn là Khánh Bèo. Rất khỏe, Khánh Bèo rất khỏe anh em ơi. Quá tuyệt vời. Một bàn thắng của Khánh Bèo, sự nỗ lực của Khánh Bèo, quá tuyệt. Sau tình huống vừa rồi, đội bạn có một chút đau. Có hai Lê Minh vào lại. Lý Trung Hiếu, Kiên Hà Gia rất khéo, pha cài người, lóc người rất hay của Đinh Tấn Thanh. Một pha cú sút chân trái của Kiên Hà Gia không thành công. Liên tiếp hai cú sút. Wow, cú sút cuối cùng của phi cụi lại lên trời. Trái. Pha dứt điểm ngay. Cú sút. Và lúc này kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-0 nghiêng về Lê Minh FC. 2-0 rồi, mọi người có vẻ vui vẻ. Ok, 1, 2, 3, 4. Wow, pha bay người rất tốt của Giang Thối, cản phá cú sút vừa rồi của đội bạn. Cú sút rất tốt của cầu thủ số 11 Ngọc Thùy. Tiếp tục một cú sút nữa. Không, wow, vẫn. Wow, đến pha bóng thứ hai thì đã có bàn thắng cho Ngọc Thùy FC. Và thủ môn Giang Thối đang nằm sân. Đinh Thành, Đinh Lai, Bực Tường.
anh Bèo tỷ lệ rất tốt, cực kỳ tốt. Tài ca phải dứt điểm ngay của Tài ca. Ném bóng lên của Ngọc Thủy MC, không vào. Một cú sút trúng xa ngang cầu thủ số 10 các bạn, Đình Thành. Và dứt điểm phối hợp đá rất tốt của đội bạn, hai đều và phối hợp rất tốt. Số 14 dứt banh rồi bạn, thủ dứt điểm ngay, lên banh Nam Ca, pha dứt điểm của Nam Ca, qua hãng một bàn thắng rất hay của Nam Ca, pha tì đè và đột phá 3-2 cho Lê Minh FC. Hai người pha dứt điểm qua hãng rất hay. Số giờ là 3-2 Lê Minh FC. Kiên Hà Gia, ok, Nam Ca lấy được bóng rồi, rất hay, phía cuối chuyền bóng qua Lý Trung Hiếu cũng phải dứt điểm. Wow, lại chệch góc da trong gang tức. Và chuyền ngay của Kiên Hà Gia, mất banh 2-1. Rất tốt của Trang Hôi, một pha bóng rất tốt của Trang Hôi, vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục, Đinh Tuấn Thanh, bóng vẫn còn. Làm gì đây, chuyền hán không thành công. Và bóng rất lăn xả của thủ môn Trang Hối. Và giờ anh ấy lại tiếp tục nằm sân. Số vẫn là 3-2. Không vào, một pha ra banh rất tốt của Trang Hối. Phản công Liên Minh FC, Kiên Nga ra, một cú sút không thành công. 1-1 với thủ môn. Cú sút ngay cột dọc. Tiếp tục là một pha phản công cho Lê Messi. Phi cuối. Ok. Rất hay, rất hấp dẫn. Kiên Hà Gia. Và người rất hay là Cuesta. Ok, phi cuối. Wow. Một pha cài đè dứt điểm của phi cuối. Và trước đó một pha đột phá của Kiên Hà Gia. Rất tuyệt vời. 4-2 cho Lê Minh FC. Quá tuyệt vời. Cùng ông Trang Hối đã ra rồi. Lóc phi cuối, đột phá rất hay, pha chọn hán của phi cuối. Qua một đường chuyền ngang bị bắt bài. Ngọc Lanh chuyền lên cho phi cuối, tiếp tục là phi cuối. Gặp bóng rất tốt, vẫn còn. Không có pha dứt điểm cho phi cuối. Và phá bóng của 13 rất hay, phá cắn ngang, không có phạm lỗi. Trọng tài đã cứ coi rồi, một pha phạm lỗi của Lê Minh FC. Để xem Ngọc Thùy dàn xếp phá phạt này như thế nào. Cú sút ngay, và cú sút rất mạnh xuyên hàng rào của số 10 đội bạn. Rất mạnh, rất hay. Cú sút chân trái, không có âm, không có bóng chập tay. 2-1. Pha chích mũi của Tài Ca, rất tiếc, rất căng thẳng, gần hết giờ rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Đinh Thành. Pha xà bóng của đội bạn. Lên Bêu, lên Bêu. Hết giờ. Lê Minh FC giành chiến thắng với tỷ số là 4-3. Với các bàn thắng của phi củi Nam Ca, Khánh Bêu và Lý Trung Hiếu,
Nó hay. Rất căng thẳng anh em ơi. Cuối cùng chiến thắng dành cho Lê Minh FC với 6 điểm. Thẳng tiến vào vòng tứ kết nha anh em.